Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay giữa Nguyễn Thành Bảo và Diệp Khánh Nguyên, Quý Mạnh Cường và Hà Văn Tiến. Mời bạn xem trận đầu tiên, Diệp Khánh Nguyên cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu. Trận đánh diễn ra trưa hôm nay, 9 tháng 10 2022. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。Tướng quân. Trên đây thì Diệp Khánh Nguyên đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Hà Văn Tiến cầm đỏ đi tiên gặp Phí Mạnh Cường cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。
将军。将军。Chơi đến đây thì phía Mạnh Cường cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua sớm. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.